Chào mừng các em đến với kênh Thùy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng tiếp tục theo dõi ngữ văn lớp 7 bài 5 tìm hiểu chung về văn biểu cảm. Trang 71 đến trang 74 sách giáo khoa. Một La Mã, nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm. Một nhỏ, nhu cầu biểu cảm của con người. Những câu ca dao sau: thương thay con cuốc giữa trời, dầu kêu ra máu có người nào nghe. Đứng bên nghi đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng ngó bên nghi đồng, bát ngát mênh mông. Thân em như chẻn lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Thì ở đây chúng ta có câu hỏi, đó là mỗi câu ca dao trên thổ lộ tình cảm cảm xúc gì? Người ta thổ lộ tình cảm làm gì? Theo em, khi nào thì con người cảm thấy cần phải làm văn biểu cảm? Trong thư gửi cho người thân, bạn bè có cần thổ lộ tình cảm không? Thì ở câu số 1 này chúng ta thấy rằng câu ca dao thứ nhất nó biểu lộ cái nỗi đau oan trái của người lao động không được lẽ công bằng nào soi tỏ. Rồi cái câu ca dao thứ hai nó biểu hiện cảm xúc về một niềm hạnh phúc bao la, êm ái và tự hào. Thông thường thì người ta thổ lộ tình cảm để mong được sự chia sẻ, được đồng cảm. Khi vui mà được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân lên. Khi mà được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi bớt đi. Khi có tình cảm dồn nén chất chứa, không nói ra không được, người ta thì khi mà có cái tình cảm nào mà dồn nén chất chứa, nói ra không được, thì người ta có nhu cầu làm văn biểu cảm. Cho nên trong thư từ gửi người thân hay bạn bè, em thường cái biểu lộ cái tình cảm của mình trong đó. Rồi tiếp theo câu 2. Đặc điểm chung của văn biểu cảm hai đoạn văn sau. Một, Thảo thương nhớ ơi, mới ngày nào Thảo còn ngồi chung bàn với Hồng, Minh, Ngọc. Thế mà nay Thảo đã theo cha mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh, để cho bọn mình xiết bao mong nhớ. Thảo có nhớ những lần chúng mình cùng dạo Hồ Tây, cùng chơi Thủ Lệ, tham quan ao vua. Thảo có nhớ một lần mình ốm dài, Thảo chép cho mình. Bài làm của học sinh. Hai, trên đài một người con gái nào đó vừa hát một bài dân ca của đất nước trong đêm khuya. Bây giờ tất cả im lặng rồi, giọt sao khung cửa động lại, đứng im không nhảy nữa. Đêm đã đi vào chiều sâu mà vẫn còn nghe âm vang mọi giọng hát của người con gái nãy. Một giọng hát dân ca ngân nga bát ngát như cánh cò trên đồng lúa miền Nam chạy tới chân trời. Có lúc rụt rè e thẹn như khoe người yêu mới gặp, có lúc tinh nghịch duyên dáng như những đôi chân nhỏ thăng thoắt. Lúa chạy, gánh lúa chạy trên những con đường làng, lẫn bóng tre và bóng nắng. Có lẽ không phải là một người con gái đã hát trên đài, đó chính là quê hương ta đang lên tiếng hát. Tiếng ngân nga lên từ lòng đất, ở trong đó một góc vườn có đôi cây sầu đông và giàn bầu đông đưa quả nặng. Một ngày đã xa, mẹ ta đã chôn nhúm rau của ta thở, ta mới lọt lòng. Đó là tiếng ngân của mặt dòng của dòng sông, của những xóm làng và những cánh đồng sau ngày lao động và chiến đấu. Nguyên Ngọc. Thì sau khi mình đọc xong hai đoạn này rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào những cái câu hỏi dưới đây. A. Hai đoạn văn trên biểu đạt nội dung gì? Nội dung ấy có đặc điểm gì khác so với nội dung của văn tự sự và miêu tả? Như vậy, chúng ta thấy rằng ở đoạn 1,
nói lên cái nỗi thương nhớ người bạn học chung ngày nào. Rồi đoạn 2 biểu đạt nỗi nhớ cùng cái tình yêu thiết quê hương của tác giả được gợi lên từ bài dân ca. Nếu mà so sánh với nội dung của văn bản tự sự miêu tả, thì cái nội dung của hai cái đoạn văn trên chủ yếu nhằm bộc lộ cảm xúc về người viết. Tiếp theo câu B. Có ý kiến cho rằng tình cảm cảm xúc trong văn bản, trong văn biểu cảm phải là tình cảm cảm xúc thấm nhuần, tư tưởng nhân văn. Qua hai đoạn văn trên, em có tán thành với ý kiến đó không? Thì qua hai cái đoạn văn trên, em rất tán thành ý kiến cho rằng tình cảm trong văn biểu cảm thường là những tình cảm đẹp, thấm nhuần, tư tưởng nhân văn, như yêu con người, yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu thiên nhiên, ghét những thói tầm thường, độc ác. Câu C, em có nhận xét gì về phương thức biểu đạt tình cảm, cảm xúc ở hai đoạn văn trên? Thì ở đây, phương thức biểu đạt tình cảm, cảm xúc của đoạn 1 là bộc lộ bằng ngôn từ thảo thương nhớ ơi. Đoạn văn 2, tác giả đã dùng cái biện pháp tự sự miêu tả để gợi tình cảm. Như vậy, bên cạnh các từ ngữ trực tiếp bộc lộ tình cảm thương nhớ, như thương nhớ ơi, mới ngày nào, thế mà, xiết bao thương nhớ, còn là những kỷ niệm, các hình ảnh gợi lên, liên tưởng như giọng hát dân ca trong đêm, cánh cò, con đường làng, cũng thể hiện sâu sắc những cung bậc cảm xúc lay động lòng người. Tiếp theo phần hai la mã luyện tập. 1. So sánh hai đoạn văn sau và cho biết đoạn văn nào là biểu cảm, vì sao. Hãy chỉ ra nội dung biểu cảm của đoạn văn ấy. A. Hải đường. Loài cây nhở, họ chè, lá dài, dày, mặt trên bóng, mép có răng cưa, hoa mọc từ 1 đến 3 đóa ở gần ngọn cây, ngọn cành. Có cuống dài, tràn hoa màu đỏ tía, nhị đực rất nhiều, hoa nở ở Việt Nam vào dịp Tết âm lịch, đẹp, không thơm, thường trồng làm cảnh, theo từ điển Bách khoa Nông nghiệp. B. Từ cổng vào, lần nào tôi cũng phải dừng lại ngắm những cây hải đường trong mùa hoa của nó. Hai cây đứng đối nhau trước tấm bình phong cổ, rộ lên hàng trăm đó ở đầu cành phơi phới như một lời chào hạnh phúc. Nhìn gần, hải đường có một màu đỏ thắm rất quý, hân hoan, say đắm. Tôi vốn không thích cái lối văn hoa của các nhà nho, cứ muốn tôn xứng hoa, hải đường bằng những hình ảnh của những người đẹp vương giả. Sự thật ở nước ta, hải đường đâu chỉ phải chỉ mọc ở sân nhà quyền quý. Nó sống khắp các vườn, dân, cả đình, chùa, nhà thờ họ. Dáng cây cũng vậy, lá to thật khỏe, sống lâu nên cội cành, thường sần lên những lớp rêu da rắn màu rỉ đồng, trông dân dã như cây chè đất đỏ. Hoa hải đường rạng rỡ nồng nàn, nhưng không có vẻ gì là yểu điệu thục nữ. Cánh hoa lum khum khum, như muốn phong lại cái nụ cười má lúng đồng tiền. Bỗng nhớ năm xưa, lần đầu từ miền Nam ra Bắc lên thăm đền Hùng, tôi đã ngẩn ngơ đứng ngắm hoa hải đường, nở đỏ núi Nghĩa Linh, theo Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thì ở đây, chúng ta thấy rằng đoạn văn thứ hai là văn biểu cảm, vì đoạn văn đã bộc lộ tình cảm thích hoa hải đường của tác giả. Sự yêu thích đó được biểu lộ qua cái nhìn tưởng tượng chủ quan của tác giả về hoa hải đường, phơi phới như một lời chào hạnh phúc, trông dân dã như cây chè đất đỏ, biểu lộ trực tiếp bằng lời văn, màu đỏ thắm rất quý, hân hoan say đắm, rạng rỡ nồng nàn, ngẩn ngơ đứng ngắm hoa hải đường. Tiếp
Tiếp theo câu 2, hãy chỉ ra nội dung biểu cảm ở hai bài sông nối nước Nam và phò giá về kinh. Thì ở đây cái nội dung biểu cảm của hai bài thơ sông nối nước Nam và phò giá về kinh đều có thể hiện cái bản lĩnh khí phách dân tộc, một thể hiện lòng tự hào về một nền độc lập dân tộc, thể hiện cái khí thế chiến thắng hào hùng và cái khát vọng hòa bình lâu dài của dân tộc. Sông núi nước Nam thì sắc thái khẳng định đanh thép chủ quyền lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết tâm bảo vệ lý tưởng về chủ quyền ấy trước mọi kẻ thù xâm lược được bộc lộ trực tiếp, không qua yếu tố trung gian nào. Trong phò giá về kinh thì hai câu đầu có yếu tố tự sự. Tất nhiên, sự kiện ở Chương Dương và Hàm Tử là phương tiện để tác giả thể hiện hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị. Thì chúng ta xem lại cái phần đọc hiểu bản để nắm được những cái phương thức biểu cảm nội dung tình cảm ở hai bài thơ một cách cụ thể. Tiếp theo câu 3, kể tên một số bài văn biểu cảm trữ tình mà hay mà em biết, ví dụ như là buổi học cuối cùng ở ngữ văn 6, biển đẹp ngữ văn 6 tập 2 trang 47, cổng trường mở ra ngữ văn 7, mẹ tôi ngữ văn 7. Câu 4, một số đoạn văn xuôi biểu cảm, ví dụ là cây tre, cành lá tre này cũng như cành lá tre khác, không có gì đặc biệt. Tôi không bao giờ nhìn ngắm một cành tre mà không thấy nổi lên dòng lòng những ý nghĩ và những cái cảm giác lúc nào cũng giống nhau. Khi thấy các lá tre gió thổi vút một chiều, tôi cảm thấy âm thầm và kín đáo trong tâm hồn. Hình như một cảm giác gì thanh và lạnh lẽo, một cái gì vừa cứng cỏi lại vừa chua xót, vừa tha thiết lại vừa thanh đạm, như tâm hồn một nhà ẩn dật thời xưa. Chẳng những điều thế, đem giấu cái tài năng không được ai biết trong rừng núi. Vài lá tre nhọn quắc qua trăng sáng trông thật giống một bức tranh phóng bút của tàu Thạch Lam. Tiếp theo là bài Ngôi, là đoạn Ngôi trường cũ. Tôi rảo bước đến trước trường và tần ngần đưa mắt nhìn vào. Tuy đã bao năm trời xa cách, ngôi trường vẫn không khác mấy khi xưa, vẫn mái trong rêu, vẫn mái rong rêu, vẫn bốn bức tường chớn chở. Mấy chậu ti gôn đã bắt đầu khoe mấy khóm cõi, cũng đang độ khai hoa. Cái đẹp trước sân đã báo mùa thi với nhìn cánh hoa hồng tả tơi trên vệ cỏ. Một niềm cảm xúc xâm chiếm tâm hồn tôi, mọi cảnh vật đều khơi gợi ở tôi những bóng xưa và tâm tiếng cũ. Tôi thấy như sống lại trong khoảnh khắc quãng đời ấy mà ngôi trường yêu mến kia đã phong kín của tôi bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Tôi nhớ lại tất cả, cái gì tôi cũng nhớ và cái gì tôi gì cũng gieo vào tôi một niềm lưu luyến cách vời thẩm thể hà. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liên để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.